Anh ơi, thế tao dùng neo đi, tao gửi cả cái thư mục đấy được không? Được nhỉ? Được, thì nó nặng hơn nhưng mà không người được nén vào thì để nó nhẹ ăn Được, kiểu được rồi, nhưng mà đã đéo quá cái đấy rồi nhé. Của bản cập nhật mới à? Đi à? Vừa nó mới ấy nhưng mà đây gì sao anh ơi, giá gì này mày? Cái này có phải correct không? Đâu ra? Nãy nó chọn ra mà. Nãy nó chọn ra mà bị nhầm rồi. Cãi vào. Còn bé thì người chưa được thì không đấy chăm mê đi. Để xem cái này, để xem cái chứng khoán ấy, anh Nó là gì nhỉ? biết được như trả gì làm dạy này. Yo. Nó chắc đang tập cái gì đấy. Giờ đi, giờ cách máy đi.
đâu. Mày đi. Đây, nhìn nhìn anh. Nó chọn viết viết có tí nó lại chọn nắp à? Ơ, nó chọn file. Bây giờ chỉ cần anh viết được được. Sao mà cái này nó ra hết rồi, mình thử nói là mình thử nhé à, lại thử nhé vẫn 320 rồi hả? Thì 32 vẫn là 32 nó sao mày? Mày gọi bao nhiêu? 2 nhá. Ừ, thế giả chắc nó mới được đấy, mày thử toán đấy. Không nhớ lại đây để đi cho hình như nhầm rồi. Email gì à? Tá tí cái đấy là gì? Mẹ áp lên driver ấy. Mình share cái link nó tự đau về. Nó slide nặng như thế, nó thể giáo không gì được. Nhưng mà tao không biết gì về máy.